Hai Dân Quý xin kính chào cả nhà luôn chưa có thân mến nha. Buổi sáng hôm nay Dân Quý đi trên con đường này là đường Lạc Long Quân. Đây có phường 3, quận 11 cả nhà. Đấy. Bây giờ Dân Quý sẽ từ hướng này Dân Quý sẽ chạy đến quán gỏi đường Thủ Thái Thi Thi nha cả nhà. Đây có cơm gà xôi mỡ, bạn có anh đó bán sầu riêng ngon quá. Đây là mình đó có bán dưa hấu rồi cả nhà. Dưa hấu có 8k một ký à. Rất là ngon luôn. Dưa hấu rẻ. Cái giá rất rẻ cả nhà, có 8k kìa. 8k một ký cả nhà, rất là nhiều dưa hấu luôn á. Đó. Đây là cái đoạn này nè, cái đoạn này là bữa hôm kia là nước trời mưa, nước ngập đến tận đến yên xe luôn cả nhà. Bữa Dân Quý chạy về cái đường này nè. Là ngập đến hả cái đến yên xe luôn á. Và bữa là nước nó chảy xuống những cái cống nè, những cái cống mà thoát nước không kịp á, chảy cuồn cuộn luôn đó nhà. Bữa đó là hả người dân ở đây người ta hả dẫn bộ rất là nhiều lương, người ta đoán lương. Bây giờ Quý đang ở đoạn này là của phường 3, quận 11 nha cả nhà. Rồi. Tới đây là bên một bên là của phường 3, một bên là của phường 1. Bên tay phải của Dân Quý là phường 3, còn bên tay trái là phường 1. Tại vì cái đoạn đường Lạc Long Quân này nè nó rất là dài. Rồi Dân Quý đã đến ngã tư của đường Lạc Long Quân và đường Tân Hóa. Alo cả nhà ơi. Rồi, Dân Quý sẽ chạy thẳng qua luôn nha. Dân Quý sẽ qua đến đây là thuộc của qua đến đây là đường Đặng Nguyên Cẩn rồi cả nhà. Đấy, nói tiếp là Phong Quân là Đặng Nguyên Cẩn. Ồ, ở đây có bán cá tai tượng, cá điêu hồng cả nhà, cá lóc quay me, cá nướng rất là nhiều. Ồ, hủ tiếu mì. Bên kia có bán xôi mặn, bánh mì. Ở đây là có gà nướng sốt quảng đôn, gà nướng mưa ớt, gà tắc. Rồi Dân Quý sẽ qua cầu này là cầu Đặng Nguyên Cẩn. Rồi thì có những cái đoạn đường nó thấp á, cho nên là nó sẽ rất là dễ bị ngập mà nó không rút nước kịp á, nên là nó sẽ ngập rất là nhiều. Bây giờ ở đoạn đường Đằng Hồ Lãm cả nhà, nó ngập nó rút chưa hết luôn á. Đây là ngã tư của Đặng Nguyên Cẩn và Tân Hòa Đông. Quý sẽ chạy thẳng qua đó luôn, tiếp tục qua ngã tư này và qua thêm một cái ngã tư Đặng Nguyên Cẩn với lại Hòa Hôm nữa, là Quý sẽ chạy ra đường Kinh Dương Vương cả nhà. Đây. Đây có bán cơm tấm. Có Bình Dân, ở đây có bán trà tắc. Rất là nhiều trà tắc luôn, mà trà tắc ở đây bán không có ngon bằng Tây Thi cả nhà. Ở đây có sớm quần áo đẹp quá cả nhà. Chơi có đâu. Rồi,
Dũng Quý sẽ chạy thẳng qua đây luôn là sẽ ra đường Kinh Dương Vương như cả nhà. Đấy. Đây, những cái clip trước á là Dũng Quý quay là thường chỉ quay có một phía một bên à, tại vì Dũng Quý không có Quý chạy mà Dũng Quý sợ là như là đường đông nên Dũng Quý không có chạy ra ngoài được. Với lại một phần đó là cầm điện thoại thì nó rất là dễ như là hay người ta ở trên đây thì người ta hay bị giật điện thoại cả nhà. Cái những đối tượng cũng như là hay giật điện thoại cho nên Quý không có cầm ra ngoài được. Cho nên Quý chỉ quay có một phía một bên bên phải, thường là Dũng Quý sẽ quay phía bên phải nhiều hơn. Rất nhiều trường hợp đã bị là dùng điện thoại là như là các như các bạn sinh viên cả nhà là đi bộ mà hay cầm điện thoại là rất dễ bị giật. Thì đó Dũng Quý cũng bị giật điện thoại mấy lần đó. Dũng Quý đang ngồi trên xe bấm bấm mà những đối tượng mà cướp giật nó chạy ngang cái nó giật. Ở Dũng Quý rất là cảnh giác cái vấn đề giờ đó. Đây trái cây ở nhà. Rồi Dũng Quý đã chạy đến đường đại lộ Kinh Dương Vương như cả nhà. Đại lộ Kinh Dương Vương này là hôm trước là cũng đã ngập đến tới lề trên luôn cả nhà, và nó không có bằng cái đoạn đường của họ lạc long quân lúc nãy là ngập tới yên xe luôn. Ở đây quay trái cây rất nhiều, trái cây ồ cam, dải, chôm chôm, chuối. Đây có dưa hấu xay, ổi, rau má, các loại nước ép. Tất cả những trà tắc là Dũng Quý rất là nhiều, thấy nhiều bán nhưng mà không có cái vị, nó không có ngon bằng ở quán Ti Thi ở nhà. Một cái vị trà tắc Ti Thi nó rất là đặc trưng là cả nhà hãy đến một lần uống thử nha. Không biết Ti Thi, tại vì Ti Thi không có chia sẻ bí quyết, tại vì đó là bí quyết của quán nên Ti Thi không có chia sẻ bí quyết. Bây giờ Dũng Quý sẽ cầm điện thoại cao lên, Dũng Quý không có thật cầm thấp, tại vì những lúc trước Dũng Quý cầm thấp quá nhiều khi nó quơ cái điện thoại, cái rồi Dũng Quý nó chỉ quay ở dưới nhiều hơn, còn giờ Dũng Quý sẽ cầm cao lên nó sẽ quay được phía trên hơn. À, bây giờ tiếp tục ta sẽ đến là gặp công viên Phú Lâm. Ở đây chúng ta sẽ quẹo đến công viên Phú Lâm, rồi chúng ta sẽ gặp dùm cây mũi tàu, và chúng ta sẽ quẹo tay trái như cả nhà, để tay trái qua khoảng vài trăm mét là đến quán gỏi đường Thái Tư Hưng ngay ở nhà. Đấy. Công viên Phú Lâm này là thường hay có những cái bạn trẻ đến để mà hớt tóc miễn phí cả nhà. Cả nhà nếu mà có ai mà muốn hớt tóc miễn phí thì có thể ra công viên này nha. Công viên Phú Lâm quận 6. Chứ Dũng Quý cũng thích hay đi dạo công viên này, nó mát mà nó không khí ở đây nó cũng trong lành. Ở đây có bán này là bán có đồ si, quần áo, giày dép si. Rồi kiếm mà cả nhà có đi qua quán gỏi đu đủ Thái Ti Thi thì cả nhà hãy quẹo trái qua dòng xây này nha. Còn Dũng Quý thì Dũng Quý sẽ chạy thẳng luôn, Dũng Quý chạy lại do Bình Tân. Thấy cả nhà chỉ cần qua dòng xây này quẹo trái khoảng vài trăm mét là đến quán gỏi đường Đủ Thái Ti Thi rồi. Đây dòng xây mũi tàu. Đây cả nhà. Rồi Dũng Quý sẽ đi thẳng về hướng do Bình Tân nha. Thank you.
mới chạy gần tới cái chung cư đó, đó là Như Quý sẽ quẹo vào Nhân Bình Tân rồi. Đi ngang bến xe miền Tây. Bây giờ Nhân Quý xin chúc cho cả nhà YouTube có một buổi sáng thật là vui vẻ nha. Cả nhà hãy ấn like và góp ý comment phía dưới và bấm đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ kênh YouTube Nhân Quý Vlog Cuộc Sống Việt với cả nhà. Nhân Quý cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Nhân Quý hẹn gặp lại cả nhà ở clip kế tiếp. Bây giờ Nhân Quý đến tới bến xe miền Tây rồi cả nhà. Rồi Nhân Quý chào tạm biệt cả nhà nha. Hôm nay thì đường rất là đẹp, rất là mát. Tại vì sau cơn mưa là nó trôi sạch những rác với bụi, độ đường rất là sạch. Rồi, tạm biệt cả nhà.